chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26 của mình. Đây, hôm nay mình xuống nhà ông Nghĩa bạn. Và sẽ quyết định làm cái món ăn nhẹ tên trên Tây Bắc của mình nhá các bạn nhá. Đây à, mình đã chuẩn bị là măng riềng và cả trứng. Hôm nay sẽ làm món trứng xào măng riềng nhá. Đây, bây giờ sẽ tiến hành bóc măng riềng ra. Ôi. Đây, đã bóc xong măng riềng các bạn. Đầy chậu các bạn. Đầy đống rác này. Giờ mang đi rửa đi. Rửa. Không rửa đâu. Không rửa. À. Thế là bây giờ làm thế nào ra nữa bà? Băm nó ra. Băm nhỏ ra. Bây giờ băm nhỏ ra xong là phi măng riềng lên chưa? Xong mới cho trứng. Để phải đập dập nó ra trước xong mới cắt ra bạn. Cắt đoạn dài. Đập ra có được đầy rổ kia không bà? Hôm nay ăn to ấy. Ăn à, đầy rổ măng riềng kia xong là một khay trứng nữa bạn. Trộn vào nhau. Món này mình cũng chưa từng được ăn bao giờ bạn. Bà thì bà vào được ăn nhiều lần rồi. Hôm nay mình mới làm thử. Đấy bạn, đã đập ra xong rồi. Bây giờ lại bóp nát nó ra nữa. Để nó nghiến ra xong là mới quyện vào trứng như vậy. Mình phải bóp nó nghiến ra thì nó mới ngon các bạn. Đấy, đổ chậu các bạn. Cho muối mì vào luôn. Đây tiến hành xào lên các bạn. Cho mỡ lên trước. Siêu to đây này. Cái tìm hình chứ đó. Siêu to cả đồ đây này. Chắc đầy nồi đây này. Mấy đây nó mới mỡ lên này nó dính lên trên. Đấy.
vừa. Mừng lắm nha. Cảm thấy mùi thơm lên rồi ạ. Măng riềng chín rồi bạn, được một tí thôi, có đủ ăn không? Có chứ, còn trứng nữa mà. Mình vẫn cho một ấy hành, hành với tỏi nữa. Sẽ đập trứng vào nhá các bạn nhá. Thử muối mì cho là. Cho thêm ngon, ngon. Ngon rồi. Măng riềng trộn trứng. Cái này sợ ăn có nghiện không à? Nghiện đấy. Ăn một đợt nghiện cả đời thì chết đấy. Nếu thấy cây giềng ở đâu thì đi thó hết măng của nó. Đây, xào lại đấy, để trứng nó chín rồi. Trứng nó chín. Măng riềng thì chín rồi. Ai đây? Đây, sôi lên rồi. Ôi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Dính rồi đấy, dính tè. Cẩn thận. Có cào một điều đi. Chân ái thẻ mình á. Nó nó dính cái hớp dớn nó phải lê. Đây bên này. Bên này làm nem rong giềng này. Cây giềng non các bạn. Làm thử hôm nào nếu mà ngon thì sẽ làm nhiều hơn. Hôm nay chỉ làm món xào này thôi. Đây các bạn, lá xong. Đầy một khay luôn. Đây cho ít rau mùi nữa các bạn. Nhìn rất hấp dẫn luôn. Rượu đấy, rượu ngọt đấy. Hôm nay uống rượu nữa. Rượu sáng thì nhất rồi. Ông thử muối mì xem nào. Nhìn hấp dẫn rồi. Thôi mời em nhá. Cắt cân cùng mình nhá. Ăn đầu tiên là nhớt rồi. Ngon không? Quá ngon. Có vị gì? Không nói lên đời nữa, nói chung là quá ngon. Mùi trứng nhưng mà không phải trứng mà là mùi của măng riềng. Cực ngon luôn. Lần đầu tiên ăn đấy con. Mời các bạn ăn sáng cùng gia đình nhá. Nó kháo ế lại nó ảo toán nó quý thế nghe nè. Cả quý thì quý bên trên nó hay thằng người ai cười cười lên. Chứ cho cái lào tráng mức áo khú này non mà sao chắc cười ớ. Ngọt lắm. Trời. Cát tí của con mau này. Ăn đi cha đi.
ăn chán ăn cái bà mừ mừ thịt lẩu ăn nó mặn đấy thế sư mau mưa hơi bị ốp bị ai chú hè đây hè lại luôn thôi à làm chén hai đi. Ngon. Nghe chảo nho sao nè. Thử nào. Ăn đi ăn đi. Thôi ăn thôi. Xin mời các bạn nhá. Ăn măng riềng xào trứng. Ăn đi. Quá chép quá. Mời các bạn nhá. Ngon thế. Quá ngon. Quá ngon luôn. Quá ngon, quá ngon. Ướt à? Phải à, có ớt vào nó mới ngon. Thiếu ớt thì có người một quả ớt ghém nha. Nướng chưa? Nướng rồi. Chắc là nướng hôm qua này. Lạnh hết rồi. Thôi mình cũng thử một miếng các bạn này. Đây. Xin mời các bạn nhá. Ngon. Có vị cay của măng riềng này, xong là có vị nồng của trứng và vị thơm của rau mùi các bạn, rất là ngon luôn. Cái này có trứng gà ấy mà có mà biết trứng vịt ấy còn ngon nữa. Cái này cho trứng đá điểu hay gần nhất này. Đúng mà. Cho trứng lộn chắc ngon hơn đấy nhỉ. Này á. Tô. Nữ có thể phá tô nè. Mày mẹ chắp tăng lắm. Mày ngắm trên lọt mày ngắm chị. Sẽ họ bay tắt. Như quay sư quay. Có quay. Chị bà sư mới đi đâu. Kín mấy rồi. Đây tiếp tục mời anh em nhá. Ui dồi. Thôi ăn đi. Ông thì uống rượu chưa? Ôi giời, hám hám. Nó ngợi lắm. Rượu này bao nhiêu cho đủ bây giờ nhé. Cứ ăn thoải mái, uống thoải mái. Nhậu với mấy đi. Này rượu sữa. Rượu sữa đấy. Này sữa gì? Anh tướng là phải chín đấy này. Tướng là phải chín đấy. Hôm mưa nè. Giờ để ý mấy nào kìa nhé. Đây à, mấy bạn nhá. Ui, sao chào thơm. Rau phanh cho nắm không? Nồng, nồng, sụt chứ mưa hay mà mất gì khỏi chào. Ui, mất tính chào gì? Chào, rất là ngon. Ở cuốn mất gì thay thôi bà. Quá ngon. Ngon cười. Các bạn đưa đi cả bài em mới quên nào. Không tăng rồi. Rồi, ăn đi. Chuyển đi. Rồi tiếp tục đây. Còn nhiều lắm nhá. Nem cuốn với cái này thử một tí đó. Thôi rồi, chú ra này. Chưa ăn bên ngoài của nó đã. Ui dù thơm thịt thế, giống như kiểu ăn thịt đấy nhỉ. Cái này mà cho ít thịt nữa thì thôi rồi nhỉ. Bà ăn đi chú. Ôi dồi, gắp bằng đũa không ngon, ngon bằng bằng tay. Cái lẩu ấy à? Uống cả buống ăn ướn này. Ăn cả nắp buống cho này. Cảm giác thế nào chú? Ngon nhở? Nó quẻ đấy. Nó mềm ấy nhỉ, nó không cứng. Quá ngon. Có vị gì? À, ngọt. Là hương của cái cây
cái giếng. Cái này chắc phải nghiện rồi nhỉ. Ăn lần rồi sau lần sau ăn nữa. Đây nhiều quá bạn, không ăn hết đâu. Giờ mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào bạn. Chào anh em nhé.